Tuấn Japan xin chào tất cả anh em tuyến đường đối diện Nhật Bản. Hôm nay Tuấn Japan đến nhà anh khách hàng anh qua xem kênh YouTube của Tuấn Japan, và hai bố con đã đến anh em đã liên hệ trước và là một trong tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Anh ở 88 ngõ Thổ Quang, để anh lấy máy điện trường. Em rất vui khi anh đã đến và ủng hộ và chăm sóc sức khỏe mình. Em về lên em để tao. Tuấn Japan bắt đầu đã bản giao cái máy sử dụng cho anh. Đây là nguồn, đây là nút điện trường mạnh nhẹ, và đây là cái từ chừa điện trường rồi. Anh đã cảm thấy nhận cái gì chưa? Chưa cảm thấy, nó không chưa thấy rồi. Đấy, cái vấn đề là anh chưa cảm nhận được. Đúng rồi. Nhưng mà nó không phải đâu, nó đã vào rồi. Vào điện rồi. Đấy, và đây Tuấn Japan thì sẽ có cái cách để cho anh biết cái cảm nhận. Anh đặt chân tay lên này. Đây, tại vì nhà anh là nhà gỗ. Anh, không, cái này là bê tông đấy. Bê tông ở gạch đấy, giả gỗ. Đây em, đây anh thấy rung không? Bắt đầu tôi dùng em bật lên mạnh nhỉ? Phải mạnh. Đấy, bây giờ mới thấy rung. Đấy. Đấy, đã rung lên rồi. Bây giờ thấy rung đấy. Còn cái lớp nhẹ thì chưa thấy. Lớp nhẹ nó đây, tại vì cái chỗ này của anh nó nghe. Đấy, có tiếng ù đấy em ạ. Tiếng ù đấy. Đấy là bộ, tức là anh đã được điện trường nó đang nó vào rồi. Vào rồi. Thì anh có thể chia sẻ là anh tên, tuổi, địa chỉ, xong là lý do sao mà anh lại tìm được đến Tuấn Japan để anh mua cái sản phẩm máy điện trường cao áp này để anh về chăm sóc sức khỏe. Mình tên là Đỗ Văn Lưu, ở 88 ngõ Thổ Quan này. Thế là mình xem trên YouTube thì thấy bên Tuấn Japan này có giới thiệu cái máy này điện từ này, nó chữa rất là nhiều bệnh. Điện trường ạ? Điện từ nha, điện trường điện đấy. Trường cao áp ạ. Điện trường cao áp. Vâng. Thì là mình mới tìm đến Tuấn. Thế coi như đấy, hôm nay thì là chính thức là mua cái máy của Tuấn. Vâng. Em thấy anh chia sẻ là anh cũng là một cái trong những tín đồ hàng nội địa Nhật Bản. Là anh có thể sơ anh kể ra anh dùng những gì của nhà anh, tức là nhà này không dùng cái gì ngoài cái đồ Nhật Bản nội địa cả. Là máy rửa bát, máy giặt, nồi cơm điện, bếp điện, kể cả với bát xoa kia, và các cái lọc khí này là mua hết. Điều hòa Nhật cũng chưa thật, khôi con như không có cái gì cả ngoài đồ điện cả. Anh chia sẻ thì cái ghế massage này thì anh đã dùng được bao lâu rồi ạ? Dùng lâu rồi, mình dùng cái ghế này thì chắc được 4-5 năm rồi. 4-5 năm là anh mua mới hay anh mua cũ đấy, mua không phải mới tinh đâu. Đó, đấy để cho mọi người biết là những người mà anh chị em tín đồ thì mua hàng qua sử dụng mà zin xịn của Nhật Bản đấy, thì là yên tâm. Đây là một trong cái thảm Nhật đấy, thảm Sanyo đấy, thảm sưởi, cái thảm sưởi mà từng cái nó chia từng ba khoang đấy, khoang một. Mà cái thảm này của Nhật thì nó tiết kiệm điện rất là tốt. Nó tiết kiệm nó hay mà nó thích cái là mình muốn dùng khoang nào thì không phải bật cả cái một cái sàn. Đây là cái máy PH14.000A rất là đẹp. Đấy, Tuấn Japan lựa chọn. Anh đánh giá nếu anh nhìn thế này thì cái này thì là chúng mình trông hình thức là nó đẹp, không có xước sát gì cả, nhưng mà thực chất là như Tuấn nói là cái đời A với B thì nó không. Đây anh nhìn này, cái nếu mà nhá soi lên kính hình VAV thì chắc là nó có hơi phía sức nhẹ nhẹ thôi. Không, đây nhưng mà mình nhìn nhẹ thì không thấy đâu, đúng không? Đúng rồi, mắt đây là nó chỉ là nhẹ nhẹ, dăm nhẹ thôi, nhưng mà đấy là qua sử dụng quá chấp nhận được rồi, đúng không anh? Đấy, cái máy điện trường này thì anh biết đến công năng của cái máy điện trường này chưa? Chưa biết được, là chủ yếu là xem thì là Tuấn nói trên mạng đấy thì là nó có chữa rất nhiều thứ. Thế cho nên là mình cũng thích là thế. Tại vì sao là mình cũng có mấy cái bệnh như là lang y đấy thì là. Vâng. Thứ nhất là anh ở Hà Nội này thì nó cũng rất là thuận tiện. Đúng rồi. Cho mình. Em chia sẻ như này. Máy thì không được phép nói chữa bệnh. Mình chỉ nói là hỗ trợ thôi. Nhưng khi mà Tuấn Japan đến được những cái người nhân chứng sống và chứng sống mà người ta khỏi và giảm thiểu được những cái bệnh lan y, có những cái bệnh mà ung thư phổi, tức là ca phổi, bệnh viện trả về rồi mà người ta ngồi cái máy điện trường này bây giờ khỏe ra. Thì anh đã xem cái clip đấy chưa? Mình cũng xem qua rồi đấy, cũng xem qua một lần rồi đấy. Thì đấy là cái con người thật, việc thật mà Tuấn Japan, người ta có số điện thoại, có địa chỉ, mình lan tỏa những cái sản phẩm. Tại vì những cái máy điện trường này
Tuấn Japan vẫn chia sẻ là cái máy này nó mới thì nó cũng rất đắt, nó trên dưới 70 triệu mà về đây thì nó không đến 20 triệu đó, nó dưới 20 triệu tùy từng cái phụ kiện. Thì anh thấy cho rằng là mình chấp nhận được cái qua sử dụng này không? Chấp nhận chứ, là vì sao, mình cũng dùng đồ Nhật rồi mình biết. Vâng. Tức là làm sao bên kia mà nếu mà nói đúng cái đồ này mới tinh mua thì khả năng cũng khó. Nó chết cả thế. Đấy, cho nên vâng. là thà rằng mình mua cái đồ qua sử dụng nhưng mà nó còn tốt thì vẫn là dùng được. Vâng. Đấy, thế theo mình là phải chọn cái đồ nó zin xịn. Đúng rồi. Zin xịn. Và chọn những cái mà shop người ta uy tín và có những cái chuyên môn sâu về máy. Máy thì đã tốt rồi. Nhưng để ngồi máy như thế nào hiệu quả? Thì em nghĩ là anh có đánh giá là nhiều shop anh xem trên YouTube là cũng người ta cũng biết chuyên môn sâu không? Đúng rồi, có như nhiều cái nó kể cả cái bán ghế mát xa là thế thôi, có thay nhiều người ta nó toàn đưa coi như thông tin như thần kiếp là không đúng. Dạ. Đấy, nó hàng toàn Trung Quốc nhưng nó cứ nói là lượng thượng giá trong nó giảm 20% rất vâng, nhiều. Đấy, vâng. Nó rất khổ. Đấy, cái hàng Nhật này thì nó nói chung là nói bảo nói đúng giá thì anh cũng có thể bớt một chút thôi, nhưng mà hàng thì nó mình đến đây anh tin rằng không, cái máy này cái giá của anh mua ấy là ở bên Việt Nam này, nhưng nếu cũng là cái máy này người ta bán cho qua người sử dụng tại Nhật nhá, là cái giá không dưới 25-28 triệu đâu anh ạ. Đấy, tại vì sao, ở bên đó thì người ta nhân công người ta cao, rồi người ta đóng thuế má các thứ, rồi là nó cũng nhiều thứ. Chứ mình về đây thôi thì mình còn khó khăn thì thôi mình xách tay về mình chia sẻ với nhau thì giá thành nó hợp lý. Đó, rồi em rất là cảm ơn anh đã tin tưởng, và em cũng chúc anh là ngồi cái máy điện trường này anh sẽ khỏe ra. Đúng rồi, nó chỉ muốn là như thế thôi, mình ăn ngon hơn. Đấy. Những cái máy điện trường này nhá thì chỉ có những người này không được phép dùng là những người mà bệnh tim, cái tim người ta đang mang cái máy trợ tim, cái tệ ở đâu mà máy trợ tim, những người phụ nữ mang thai dưới 3 tháng tuổi, những người về bệnh lao chưa ổn định, và những người mà đang bị chảy máu sốt cao trên 38 độ đấy, thì không được ngồi máy. Đấy, thì cũng phải chia sẻ với anh là như thế. Vâng, em đã cảm ơn anh đã tin tưởng Tuấn Japan. Cái quan trọng nhất là anh muốn em cứ kiểu hiểu về cái máy này thì là nó hỗ trợ cho mình được đỡ các cái bệnh của mình là vâng. Ok. Đấy. Anh đến nhà em rồi thì anh biết. Lúc đó thì mẹ em đang đi ngủ. Thì mẹ em Parkinson 20 năm rồi. Parkinson anh bảo thế giới còn không chữa được. Ngồi này nó hỗ trợ rất tốt. Nói năng thì nó đỡ quên hơn. Nó lưu thông khí huyết. Về sau anh ngồi ấy, cái da mặt ấy, anh thấy nó sẽ thoải mái. Có thể anh ngồi ấy, nó phản ứng. Có thể anh cái chỗ anh đau anh có thể đau hơn. Rồi là cái những cái da mặt của anh có thể nó bị kiểu như là mụn lên ấy. Đấy là nó đang đẩy độc tố ra ngoài. Độc tố ra ngoài. Mà cái này thì nó bằng phương pháp là làm sạch máu bẩn, máu tính sệt sệt từ dạng acid chuyển sang kiềm nhẹ, tức là nó cũng lọc được máu được. Dạ vâng, nó là cơ chế vậy. Lên anh nó và nó đào thải cái máu xấu, máu độc của mình ra ngoài bằng được đại tiện, nước tiểu, tuyến lệ, tuyến mồ hôi. Anh ngồi ấy, thì cái móng tay của anh ví dụ như là ai có thể móng tay nhìn xấu này, hoặc là móng tay nó sẽ mọc nhanh hơn này, cái gì mắt của mình có thể ra nhiều hơn, và nhất là anh để ý là cái đi tại đại tiện ấy, thì cái nước phân nó sẽ đục hơn đại tiện ấy. Đúng rồi. Và mùi nó sẽ hôi hơn bình thường, và nước tiểu nó sẽ đục hơn, rồi sau đó nó sẽ chóc trong. Đấy, vừa rồi anh cũng phải mua một cái liều thuốc của con cái nó gọi là thải độc ruột. Vâng. Một cái con bé ở nó cứ ở trong mặt trương này, nó bảo nó bán thuốc của Hàn Quốc. Mà anh mua một liều của nó là em biết không, hơn 5 triệu đấy. Vâng. Thế mà nó cứ bảo uống vào thì nó sẽ thải độc hết các thứ trong. Thực chất là mình xem cái gắn chả thấy đáng kể mấy. Vâng. Thế đấy. Thì em hy vọng anh ở gần đây thì anh ngồi 1 tháng, 2 tháng, vài tháng nó có cái hiệu quả cao, nó có những cái giúp cho mình thì anh có thể là lúc đấy Tuấn Japan sẽ quay lại để xin phép anh để làm sao em muốn là lan tỏa những cái sản phẩm thế này. Mình không dùng thuốc mà lại nó hiệu quả cao. Đấy, như người mất ngủ, kinh niên, tiền đình, táo bón, huyết áp, tim mạch, tiểu đường, u tuyến giáp, u tuyến liệt tuyến, những người đi tiểu đêm nhiều. Nó nhiều lắm, nó đấy, khoảng cái tuyển đêm nhiều nó cũng đỡ hả em? À,
cực đỡ nhưng mà đấy. Anh em bị tiểu niệm không? Anh đi nhưng mà đợt trước anh đi nhưng bây giờ anh đỡ rồi. Đợt trước anh đi phải 2-3 lần đấy. Wow, thế bây giờ chỉ có 1 lần. Chắc chắn là anh sẽ đỡ. Anh có nhà có máy dùng nước kia không? Có, anh dùng cái, nhưng mà dùng cái lọc kia thôi, lọc mấy cái quả của quả gì đấy. Carofi các thứ ạ. Thế là nó anh phải nghiên cứu cái nước. Đấy, anh cũng đang nghiên cứu cái kiềm đấy. Đang đang dùng rất là tốt cho sức khỏe. Trong cuộc sống mình thì bây giờ mình nhà lầu xe hơi thì rất quan trọng. Nhưng mà nhà lầu xe hơi mà sức khỏe mình kém. Đúng rồi. Thì lúc đấy nhà lầu xe hơi không. Thế anh bảo là nó không có quan trọng gì bằng cái sức khỏe mình mà nó tốt thì là. Em thấy anh là trong là một trong cái phòng nhỏ này mà anh đồ đây là đồ nội địa Nhật rồi. Rồi em cảm ơn anh đã tin tưởng Tuấn Japan và anh chị em muốn liên hệ Tuấn Japan để tìm hiểu về máy điện trường như máy lọc nước, điện giải ung kiềm, ghế massage nội địa Nhật Bản thì liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929 75 6868 và 0913 32 0614 kết bạn Zalo để Tuấn Japan sẽ tư vấn kỹ hơn hoặc mời anh chị em qua cơ sở của Tuấn Japan. Cơ sở 1 là nhà Tuấn ở là B7 ngõ 222 đường Lê Duẩn, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. Cơ sở 2 là số 6 Phúc Nhạc, quận Hoàng Mai. Và đặc biệt là Tuấn Japan mới mở cơ sở 3 để cho mọi người ngồi trải nghiệm miễn phí tại 45 Nguyễn Tế Học, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, cạnh cầu Ông Lãnh, cách cầu Ông Lãnh khoảng 50m. Đó, thì mời tất cả anh em. Và tiến tới đây thì Tuấn Japan sẽ đặt được nhiều cái địa chỉ để mọi người biết tới ngồi trải nghiệm miễn phí khoảng 40 phút một lần tại thành phố Điện Biên, Nha Trang hoặc một vài điểm nữa thì Tuấn Japan sẽ đặt đấy để cho mọi người cái thành phố đó có cơ hội để biết đến những sản phẩm cao cấp giá thành hợp lý này. Rồi xin chào tất cả anh em, hẹn em clip tiếp theo. Em cảm ơn anh.